Lương Xuân Trường trở thành một cái thế hệ cầu thủ được tuyển chọn và đào tạo thành những cầu thủ xuất sắc trong tương lai, đó là niềm kỳ vọng. Trường và những người đồng đội của mình, những người bạn của mình còn được đào tạo rất là bài bản về kỹ năng mềm nữa. Điều gì Trường và các bạn còn được học từ khi mà bắt đầu vào đó? Vâng, trước tiên phải kể đến cái công lao rất là to lớn của Chủ tịch Đoàn Đức đối với chúng em. Bởi vì Học viện Hoàng Gia Lai không chỉ đào tạo chúng em về bóng đá, mà Hoàng Gia Lai còn đào tạo để dù sau này bạn có trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi hay không đi nữa thì bạn vẫn sẽ là một người đàn ông tốt cho xã hội. Chúng em cũng chú trọng rất là nhiều đến việc học văn hóa, trở thành một con người biết cách tôn trọng người khác.